danh hài Chí Tài bất ngờ qua đời vì đột quỵ. Quản lý cũ của Chí Tài xác nhận nam danh hài đã qua đời vào ngày 9 tháng 12 sau khi bị đột quỵ. Cách đây ít phút trên trang cá nhân, nhiều nghệ sĩ như Tiến Luật, Ngô Kiến Huy, Quốc Thuận đăng tin buồn, thông báo nghệ sĩ Chí Tài qua đời. Sau đó, quản lý cũ của nam danh hài cũng xác nhận thông tin. Theo đó, Chí Tài qua đời vì bị đột quỵ vào sáng ngày 9 tháng 12. Lần gần đây nhất, anh xuất hiện trên truyền hình là trong chương trình Giọng Ải Giọng Ai. Tuy nhiên, ngay khi vừa xuất hiện, nam danh hài đã làm nhiều khán giả không khỏi bất ngờ vì thân hình gầy đi rất nhiều và khác hẳn hình ảnh trước đây. Trương Giang nhận ra điều đó và nhận xét, anh Tài hôm nay nhìn hơi ốm đó. Sau khi chương trình lên sóng, nhiều khán giả bày tỏ sự thắc mắc khi thấy sự thay đổi về ngoại hình của Chí Tài. Trong đó, nhiều người hâm mộ cũng vô cùng lo lắng cho tình hình sức khỏe của nam danh hài, mong ông nên chú ý tới sức khỏe để lấy lại vẻ đầy đặn trước kia. Chí Tài, tên đầy đủ là Nguyễn Chí Tài, sinh năm 1958, là nghệ sĩ nổi bật nhất với vai trò diễn viên hài. Chí Tài hoạt động tại hải ngoại và trong nước và là bạn diễn ăn ý với nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh. Trước đó, ông cũng được biết đến như một nhạc công guitar, nhạc sĩ hòa âm hàng đầu tại hải ngoại trong giai đoạn thập niên 90. Ngoài ra, ông còn là nhạc sĩ sáng tác và viết lời Việt cho một số ca khúc.